Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật chặn bóng nâng cao của gai dài, gai phản xoáy. Đó chính là kỹ thuật chop block. Khi bạn dùng gai dài, gai phản xoáy thì khi đối thủ là họ giật bóng sang thì khi bóng chạm vào gai nó sẽ phản xoáy lại thành xoáy xuống. Khi bạn dùng kỹ thuật block cơ bản thì đôi lúc bóng có thể phản xoáy ít, đối thủ có thể tiếp tục tấn công. Nhưng mà đối với cái kỹ thuật chop block này thì do khi bóng sang là các bạn dùng cái cổ tay các bạn lắc chặt lăn cái quả bóng từ trên xuống, thì do cái quả bóng nó đang xoáy vòng từ trên xuống thì các bạn chặt cho nó thuận theo chiều xoáy nữa. Mà khi các bạn nhuần nhuyễn, các bạn càng chặt nhanh thì các bạn càng gia tăng cái độ xoáy nặng lại cho đối thủ, thì khiến họ rất là khó tấn công cái quả bóng tiếp theo. Khi các bạn thực hiện kỹ thuật này thì cơ thể của các bạn phải hoàn toàn là thoải mái và thả lỏng. Bước thứ nhất, khi đối thủ họ giật bóng thì các bạn sẽ gì? Nhón người lên, đồng thời lấy tay lên. Bước thứ hai là khi quả bóng là vừa chạm bàn thì các bạn dồn trọng tâm từ trên xuống và xuống chân phải, kết hợp với gặt cái cổ tay từ trên xuống là theo phương thẳng đứng ha. Quả bóng chạm bàn vừa nãy lên, các bạn dồn xuống gặt từ trên xuống theo phương thẳng đứng. Lúc này thì mặt vợt của chúng ta sẽ dựng đứng 90 độ và chúng ta tiếp xúc cái quả bóng từ trên xuống và ngay giữa bóng. Và quan trọng là các bạn phải biết nắm tay đúng lúc, đúng thời điểm khi các bạn tiếp xúc bóng. Khi các bạn đã luyện tập nhuần nhuyễn được cái kỹ thuật chop block này thì chúng ta sẽ không ngần ngại cho đối thủ họ tấn công trước và chờ họ mắc sai lầm để chúng ta ghi điểm. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho tôi một like, bấm subscribe để ủng hộ kênh của tôi. Và nếu các bạn cần tôi tư vấn về cái mặt gai phản xoáy, gai dài thì xin hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại. Xin chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.